Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh đó là xem bói bài về tâm linh và xem chia sẻ các đường nét chỉ tay trong lòng bàn tay của mình cho tất cả mọi người mình có thể tham khảo cũng như có thể xem cho mình được cũng như xem cho bạn bè của mình. Thì những ai hữu duyên mà vào xem kênh của Kim Anh đó mà chưa đăng ký thì mọi người nhớ nhấp cái góc màn hình bên phải đăng ký giúp cho Kim Anh. Và sau khi đăng ký thì mọi người nhấn luôn vào cái chuông ha, để khi mà Kim Anh có clip mới thì mọi người sẽ nhận được thông báo, hoặc là khi Kim Anh like thì mọi người cũng có thể nhận được thông báo vào xem like nha. Đồng thời cũng giúp mọi cũng mong mọi người chia sẻ cho Kim Anh một lượt luôn để cho tất cả mọi người cùng biết tới kênh của Kim Anh nhiều hơn và Kim Anh có thể giúp được nhiều người hơn nha mọi người nha. Thì hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ bàn tay của bạn trai này. Thì cái người em trai này gửi thông tin về và nhờ Kim Anh đăng cái clip lên để làm kỷ niệm. Thì hôm nay qua cái bàn tay này Kim Anh cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người và chỉ cho mọi người những cái đường nét nào cơ bản đẹp xấu, tốt xấu trên cái lòng bàn tay của người nam này để mình cần khắc phục cũng như là mình cần học hỏi thêm. Thì nói về bàn tay của bạn nam này, thông tin bạn này là sinh năm 1991, tuổi là Tân Mùi. Thì tuổi Tân Mùi này bạn này đứng vào cái mạng là lộ bàn thổ. Lộ bàn thổ thì nó là đất đường đi nha mọi người nha. Nói về cuộc đời của người này, nếu như có cơ hội thì đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc thì cơ hội sẽ đến với người này được tốt hơn, vững vàng hơn. Thứ hai nữa, nói về cái người này theo như lòng bàn tay này cho thấy thì bạn này là một con người đạo đức hiền từ phúc hậu tốt, nhưng mà nhược điểm của bạn này trên con tính cách của bạn này là nhược điểm của bạn này vừa ngang vừa bướng vừa chướng, cho nên nói về trên con đường công danh sự nghiệp của bạn, vì cái tính ngang bướng của mình cho nên sợ là ảnh hưởng tới con đường công danh của sự nghiệp của mình không hay không tốt. Là vì sao? Tại vì cái sự ngang bướng của mình trong công việc làm ăn nó sẽ không có được gặp thuận lợi, mà đó là một cái nhược điểm. Thí dụ như bạn muốn làm một cái gì thì tính cách của bạn này là bạn thích những cái gì mới mẻ thôi. Cái gì luôn luôn là thích cái sự mới mẻ. Mà thích cái sự mới mẻ như vậy thì bạn không có nghe vào cái lời khuyên răn của người khác, mà chỉ làm theo ý của mình, như là bạn muốn là bạn làm, chứ bạn bất chấp là những ý kiến đóng góp của người khác. Cho nên đây cũng là một cái nhược điểm, cho nên mình sẽ bị thiệt thòi, hoặc là mình có sẽ dễ bị sự cô lập trong công việc làm ăn. Cho nên trên con đường sự nghiệp làm ăn hoặc là nói về tính cách bạn này thì nhắc bạn cần cố gắng khắc phục cái tính bướng của mình, cái tính ngang của mình lại để con đường công việc làm ăn của mình nó được thuận lợi hơn ha. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nói về trên đường đi nước bước của bạn này thì cho thấy bạn này cũng rất là hào hoa nha mọi người nha. Bạn này là nam nhưng mà rất là hào hoa, có duyên đi đứng xa đường tốt lắm. Đi tới đâu cũng được kẻ thương người mến quý nhân giúp sức được. Nhưng mà nói về trong cái lòng bàn tay này đúng duyên thì bàn tay này là một bàn tay ngoài viết. Con trai mà sở hữu được bàn tay ngoài viết như thế này thì nói chung là có cuộc sống đài trang, hoặc là có cuộc sống phải nói là cao sang, đài trang, quý phái, ấm no, hạnh phúc đó. Là không có bị cơ cực hay là sóng gió ở tuổi trẻ như là những cái người khác. Nhưng mà nói về cái bàn tay này có một cái xấu là bị lỗi vào mùa sinh. Cho nên nói về bàn tay này đúng ra là bạn là một con người có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng mà vì lỗi mùa sinh cho nên nói về trong cuộc sống của bạn nó có phần trở ngại. Thì cái phần trở ngại của bạn ở đây là những gì thì Kim Anh sẽ chỉ dẫn cho mọi người từng chút ha. Từng bước một, thứ nhất nói về trên con đường công danh, trên con đường đời, đường đi nước bước của bạn này trong con đường sự nghiệp hoặc là trong cuộc sống đường đời của bạn, thì mọi ước mơ hy vọng gì trên con đường đời của bạn, bạn ước mơ thì bạn chỉ đạt được ngang tầm của mình thôi. Trong cuộc sống bạn là một con người cẩn thận, giống kiểu là suy trước tính sau ha, cẩn thận chu đáo. Nhưng mà trên đường đi nước bước của bạn thì bạn sẽ đạt được ngang tầm, nói chung có duyên chơi với bạn, đi tới đâu cũng được người thương kẻ mến, quý nhân giúp sức tốt. Nhưng mà hy vọng trên đường công danh sự nghiệp đường đời của mình, ước mơ 10 đồng mình sẽ đạt được 10 đồng, không vượt quá 10 đồng. Đó là nói về trên đường đời. Thứ hai nữa, vì là lỗi mùa sinh cho nên nói về con đường hôn nhân hạnh phúc của bạn thì cho thấy tình cảm dù đến với bạn đẹp, nhưng mà tình cảm đến với một bạn đẹp trong cái thời kỳ yêu thương, nhưng đến cái lúc mà đến tiến tới hôn nhân hạnh phúc rồi á, là hay để lại cho bạn cái sự buồn phiền, phiền não, thị phi, hoặc là tai tiếng nước mắt nhiều, chứ không có được con đường hôn nhân hạnh phúc. Thì ở đây để cho con đường hôn nhân hạnh phúc của mình được tốt đẹp
nghiêng về cái phần tâm linh mặt này, bạn cần phải quan tâm lo lắng. Thì nếu như bạn không nghĩ đến vấn đề hôn nhân hạnh phúc thì thôi, nhưng mà khi mà bạn muốn nghĩ đến vấn đề hôn nhân hạnh phúc ở cái tuổi mới của mình được tốt đẹp hơn, mặt này bạn cần quan tâm lo lắng về cái phần tâm linh, về con đường hôn nhân hạnh phúc. Thứ hai, nói về cuộc sống của bạn ở trong cái thời tuổi trẻ của bạn, nói về phần tứ thân như Kim Anh đã nói lúc đầu, thì bạn này là có cuộc sống ấm no đầy đủ hạnh phúc từ cái tuổi trẻ rồi, nhưng mà đó là cái phần tuổi trẻ là mình nhờ vào cái phước phần của tứ thân mình để lại là thứ nhất. Thứ hai nữa, nói về trong cái tuổi trẻ nhờ vào đức phần đó cho nên mình hưởng thụ được cái phần đó bắt đầu, nhưng cái phần công đức của mình ở đây mình cần bồi đắp ngay từ bây giờ, tại vì đó là mình hưởng cái phần của cha mẹ mình để lại hoặc là tứ thân của mình để lại. Còn bản thân của mình ngay từ bây giờ mình phải tự tạo phước phần cho mình đó, chứ để con đường mà sự nghiệp của bạn ở đây có thể nói là từ trung vận về con đường hậu vận của bạn ở đây nó hở hang nhiều quá, mà nó hở hang như vậy thì báo hiệu cho cái sự nghiệp công danh của mình ở đây nó không có đạt được như ý của mình nè, nó không đạt được như ý của mình, nó hay bị trôi chảy hoặc là công việc của mình nó không có được thuận lợi. Thì bắt đầu ngay từ bây giờ đi lên là từ trung vận này về con đường hậu vận rồi, bạn cố gắng làm sao tu tập phóng sanh, tạo dựng công đức cho mình, làm lành làm phúc nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để cho cái khoảng trống ở đây nè nó được xích sao lại, nó được xích sao đầy đặn lại, thì con đường sự nghiệp của bạn nó mới được vững vàng ở con đường trung vận này đi lên con đường hậu vận. Chứ nếu như mà bạn cứ để hở hang như vậy thì nó báo cho bạn rõ từ trung vận của bạn có thể từ bước vào từ tuổi 40 về con đường 50 đi lên là của bạn là nó bị xa lầy, nó bị xa đọa xuống, chứ nó không có được cái tương lai hạnh phúc tốt, nó không có tương lai sự nghiệp vững vàng. Đó là ngay cái khoảng trống này ha, là Kim Anh báo lại cho bạn một lần nữa, cố gắng làm sao tu tập, bồi dưỡng công đức, phóng sanh, cố gắng phóng sanh, không sát sanh. Đó là nó như vậy. Còn nói về trên con đường bàn tay của bạn đứng ở đây thì cho thấy đường trí thức của bạn rõ nét hằng sâu tốt. Bạn là một con người thông minh, sáng dạ, học sâu hiểu rộng trên con đường trí thức của mình. Có thể nói học một nghề sử dụng được hai nghiệp. Nói về đúng duyên của bạn, nếu như bạn có ước mơ ly hương xuất cảnh, lao động hợp tác làm ăn cái gì, bạn có ước mơ bạn sẽ có cơ hội đạt được, hoặc là cơ hội có thể nói là từ ở ngoài đưa vào cho bạn rất là tốt. Mặt này nếu bạn có ước mơ bạn sẽ có được thành công. Thứ hai, nói về trên con đường công danh sự trên con đường đời, trên con đường bổn mạng của bạn ở đây thì nói chung đường bổn mạng của bạn thì rõ nét hằng sâu vững vàng, nhưng dù có vững vàng ở đâu thì tuổi trẻ của bạn cũng đã hai lần gặp trở ngại sóng gió trên trở ngại hoặc là gặp nạn trên con đường bổn mạng của bạn rồi, nhưng mà nhờ ơn trên gia hộ cho nên nói chung là mọi chuyện cũng đã qua, và con đường mạng đạo của bạn ở đây thì vững nét hằng sâu ở cuối con đường mạng đạo ở đây, thì nó thể hiện cái tâm giác như thế này thì cho thấy là cuộc đời của bạn về con đường hậu vận bạn cũng no ấm đầy đủ được. Nhưng có được cái phần này hay không thì cái phần này bạn cố gắng giữ, tại nói về cái vân chỉ tay trong lòng bàn tay mình nó sẽ thay đổi theo thời gian, thì mặt này nếu như bạn đã sở hữu được cái này rồi thì bạn cố gắng giữ gìn làm sao cho cái phần này nó được hiện hữu trên bàn tay của bạn thì nó sẽ hay hơn. Còn thứ hai, bạn cố gắng bồi dưỡng công đức của bạn ở cái phần này thì để con đường hậu vận của bạn nó mới được đạt được như thế này ha. Đó là nói về như vậy. Còn nói về trong cái lòng bàn tay của bạn ở đây nè, thì ở đây thì cho thấy giống y như là cái phần hóa long á, đây là cái phần cửu quyền ha, như là tứ thân cửu quyền của mình ở đây có phần hóa long kết cái phần mồ mã đó, cái phần mồ mã của ông bà cửu quyền tứ thân của mình ở đây á, là kết có cái phần kết cho con cháu rất là tốt, cho nên mặt này bạn là một con người hiếu thảo. Bạn là một con người hiếu thảo, biết lo toan, suy nghĩ tới vấn đề cửu quyền, gia nương trong gia đạo thì được cửu quyền theo gia hộ tốt. Mà cửu quyền theo gia hộ tốt cho bạn như vậy có thể nói là từ 60-70%. Và đây thì chứng tỏ bạn là một con người có hiếu ha. Bạn là một con người hiếu thảo và bạn nặng gánh vấn đề gia nương. Thì bạn nặng gánh vấn đề gia nương là sao? Ở đây, đây là những gia tộc. Đó, đây là cái vòng những gia tộc ha, theo Kim Anh nói đây là vòng gia tộc. Thì cái vòng gia tộc này nó thể hiện cho bạn là một con người hiếu thảo nặng gánh gia đình. Như là trong gia đạo của mình là một con người như là gia trưởng, một con người như là trưởng tôn hoặc là đứng đầu trong một dòng tộc gì đó, là bổn phận của bạn là bạn phải lo gánh vác cái vấn đề này. Đó là cho thấy thứ hai là như vậy. Còn tiếp theo nói về trong cái ngón cái của bạn ở đây ha.
ngón cái của bạn ở đây thì đúng duyên á, là bạn sở hữu, bạn sở hữu ở đây nè, bạn sở hữu ở đây là 1, 2, 3, 4 lóng. Thì nói về trong cuộc đời của bạn đúng duyên mà học tới nơi tới chốn, tới nơi tới chốn trên con đường đời của bạn thì đúng duyên bạn phải là làm thầy giáo hoặc là thầy thuốc thì mới đúng. Bạn làm thầy giáo hoặc thầy thuốc á, thì nói về trong cuộc đời nếu như mình không làm thầy giáo thầy thuốc, nếu như trong gia đạo hoặc là có người nào đau bệnh ốm yếu gì mà bạn thuốc thang thì nói chung là thuốc vẫn có tác dụng, hoặc là cạo gió giác hơi gì á, thì nói chung nhờ vào cái bàn tay phục dược thiên tạo này của mình thì người người sở hữu, người mà được mình chăm sóc đó thì cũng sẽ có tác dụng hay ha, cũng sẽ có công dụng. Còn nói về cái vương mắt phượng giữa cái ngón ngón cái của bạn như thế này á, thì cho thấy đây là một cái sự thông minh sáng dạ của mình trên con đường đời, cũng như là bạn là một con người hiền hòa và có cái bản tính hài hước khôi hài một chút, nhưng cũng không có kém phần nghiêm nghị trong cuộc sống. Nhưng nói về cái vương mắc phượng này nó còn có một cái ý nghĩa nữa là bạn có cái phần giác quan tốt. Thì cái giác quan tốt của bạn ở đây là sao? Bạn có thể nhìn nhận sự việc hoặc là đánh giá con người, đánh giá một cái người qua qua cái sự nhận xét của mình rất là chuẩn ha. Thì mình có thể hiểu được người đó, cái tính cách của người ta như thế nào, hoặc là người đó tốt hay xấu thì bạn có thể nhìn nhận được và đánh giá được. Đó là nói về cái lòng bàn tay của bạn. Thì cái lòng bàn tay của bạn thì thể hiện nó những cái yếu tố là nó như vậy. Và thứ hai nữa thì cũng Kim Anh cũng nhắc thêm một lần nữa, bạn cố gắng làm sao ha, bạn cố gắng làm sao cái phần trống này thì bạn bồi dưỡng công đức, tu tâm dưỡng tính, tích tích lũy lại để cho cái phần này nè nó được đầy đặn khích khao hơn thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Chứ còn nói về đường sự nghiệp của bạn đúng duyên á, thì đường sự nghiệp của bạn chưa đến với bạn tốt. Đây là con đường nè, đây là cái con đường sự nghiệp của bạn đến với bạn đẹp, nhưng mà nó không có được thẳng thớm cho lắm mà nó tuột. Thí dụ nó đi như vậy, nó tuột xuống cái khe này hết thì bạn nắm tiền nắm của không được, dù tiền tài đến với bạn có tốt bạn cũng không nắm giữ được tiền. Thì làm sao nó xích sao cái chỗ đó được thì nó sẽ hay hơn. Tiếp theo thì nói về trong cái lòng bàn tay của bạn ở đây, lòng thủy mạch của bạn thì sâu, nhưng mà tiền tài đến với bạn không có được tốt nhiều. Cho nên nói về tuổi tuổi của bạn bắt đầu từ, có thể nói là từ tháng 2 qua năm đi lên rồi thì công danh sự nghiệp của bạn nó mới được vững vàng. Nó mới được vững vàng và có thể nó đi lên từng bước một. Nhưng mà dù có tốt hay xấu thì cũng khuyên bạn một điều, năm nay là năm xung của mình. Thì năm xung tháng hạn của mình như vậy thì trong cái tháng 12 âm lịch này nhắc bạn cần phải cẩn thận giữ gìn đường đi nước bước xe cộ đi lại, từ từ cẩn thận không vội vàng nóng nảy. Hoặc tiền tài vật chất của bạn cần phải cẩn thận coi chừng hao tài mức hao tài thất bát không hay. Thứ ba nữa, không nên mặc quần trắng áo trắng nhiều quá không tốt. Thứ tư, nếu như có sự va chạm đụng độ gì trên con đường đời của mình thì cố gắng nhịn, không nên nóng nảy quá, bộc trực quá thì không hay không tốt, ảnh hưởng tới con đường pháp luật hoặc là vấn đề pháp lý mà có ai nhờ vả mình ký kết giấy tờ hợp đồng một cái vấn đề gì liên quan tới pháp luật, cố gắng từ chối, không nên nhận lời. Đó là nói về trên đường đời của bạn trong cái tháng 12 âm lịch này ha, hơi xui hơi xấu. Còn nói về mà đúng duyên á, thì có thể nói bắt đầu từ tháng 2 qua năm đi lên rồi là con đường sự nghiệp của bạn có thể đi lên được hay không thì bạn cố gắng tu tập thêm, tạo dựng bồi dưỡng công đức thêm ở cái phần này. Thứ hai nữa là nói về trong cái phần tâm linh ở đây thì nói chung bàn tay của bạn oan gia bây giờ theo bạn là hai người, thì để cho con đường bổn mạng của mình được tốt đẹp bạn cần phải giải cái phần tâm linh này. Đó là nói về cái vấn đề của bạn. Còn nói về bàn tay này, đúng ra bạn là một con người chí công vô tư. Chí công vô tư là sao? Như là trên con đường đời của mình á, công ăn việc làm của mình suy tính cho lắm trong một ngày rồi tối đó thì bạn chỉ đặt lưng ngủ thôi, không có rối tâm, không có phiền não, thì là một người chí công vô tư là nó như vậy ha, chứ không có rối não nhiều. Đó là báo cho bạn rõ như vậy. Đó là lòng bàn tay của bạn về cuộc đời của bạn. Cho nên Kim Anh qua đây thì cũng nhắn nhủ với mọi người rằng dù bàn tay mình nó có tốt hay nó xấu thì đó là một cái vấn đề, mà vấn đề quan trọng không phải là bàn tay mình xấu mà mình nản, mình buồn, hoặc là bàn tay mình tốt rồi mình ỷ lại là không đúng nha mọi người nha. Bàn tay mình tốt thì mình cố gắng làm sao bồi dưỡng thêm nhiều công đức nữa để cho cái đường nét tốt đó nó hiện hữu trên cái bàn tay của mình, nó không bị xóa nhòa. Thứ hai, bàn tay xấu mà để cho được tốt á, thì mình cũng cố gắng bồi dưỡng công đức làm sao cho nhiều vào để cho cái phần xấu đó nó bị phai nhạt đi và nó hiện hữu cái phần tốt đẹp lên. Thì đó, qua đó cho nên là Kim Anh nói dù tốt hay xấu thì cũng không có nên buồn, hoặc là
cũng không nên vì vậy mà mình nản chí, hoặc là khi mình sở hữu như vậy cái tạm cảm thấy mình bất lực thì không đúng ha. Cho nên qua đây thì mọi Kim Anh cũng mong muốn mọi người rằng dù tốt dù xấu gì, cố gắng mình cứ càng ngày mình bồi dưỡng công đức càng càng nhiều thì nó sẽ hay hơn, như là bạn tích lũy ống heo vậy đó, cứ mỗi ngày một ít thì khi bạn cần thiết, lúc mà cần thiết rồi thì bạn vỡ con heo đó ra, thì công đức của mình là một cái tài sản rất là lớn. Cho nên là bạn cố gắng làm sao nó được thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Và thứ hai nữa thì qua cái clip này rồi mọi người có ý kiến hoặc là có bình luận gì á thì mọi người cứ comment phần ở dưới giúp cho Kim Anh, để Kim Anh có thể hiểu thêm, để Kim Anh có thể hiểu thêm mọi người có ý nghĩ như thế nào, và mọi người có thắc mắc những vấn đề gì thì mọi người cứ liên hệ với Kim Anh ha, qua Zalo là 0986010819 nha mọi người. Rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.